chào quý vị. Hôm nay chương trình Skin Zone khỏe chơi đẹp với Trịnh Hội và Hạnh, bác sĩ Hana Vũ Hồng Hạnh trở lại với một người khách. Đó là cô Adele Bartimo. Vâng, và thưa quý vị, là người khách mời của chúng ta hôm nay cũng đã là khách của bác sĩ trên 3 năm rồi và đã nhờ bác sĩ giúp qua nhiều vấn đề. Thì bây giờ nhờ bác sĩ giới thiệu cô rồi hỏi cô luôn là cô đã nhờ bác sĩ giúp về cái gì? Thank you, Adele, for coming today. You're welcome. We are reaching out to the Vietnamese audience all across the United States and the world. And this is the camera right in front of you. Yes. We'd like to ask you to introduce yourself to the audience. Let us know about you, what you do. Where do you live? Where do and you how live? You got to meet the doctor. Okay. Okay, my name is Adele. I met Dr. Vu for around 3 years already because I had a lot of wrinkles on my forehead and then I had a lot of fat on my neck. So I went to see her for fillers, Botox and Kyvella, right? Okay. Yes. Right. Yes. And I had a good experience with you had doctor. A good experience? Yes. All right. I will ask you more about that, but let me translate this right away. Thưa quý vị, cô Adele hiện giờ thì cô đang ở vùng Orange County. Cô đã gặp bác sĩ khoảng 3 năm nay. Và trước khi gặp bác sĩ thì cô nói là cô có rất là nhiều vết nhăn trên mặt và có nọng cổ. Thì đúng. Cô đến gặp bác sĩ thì cô đã nhờ bác sĩ chích Botox, làm filler cũng như làm Kyvella. Trước khi mà hỏi với lại cô Adele về những chi tiết thì Trịnh Hội muốn nhờ bác sĩ nói sơ sơ thôi nha. Dạ. Về Botox, filler và Kyvella nó khác nhau như thế nào? Dạ vâng, ba cái loại này là khác nhau hoàn toàn. Botox là một loại thuốc mà mình chích vô cơ bắp thịt, chỉ cơ bắp thịt thôi. Nó làm cho cái cơ đó nó relax, nó giãn ra. Mình không có cử động nhiều vùng đó, so cái vết nhăn nó xóa đi. Còn filler là một cái loại thuốc, thiệt ra nó không phải là thuốc, nó là collagen. Ai cũng có collagen trong cơ thể, nhưng mà mình lớn tuổi nó teo đi. Chích collagen vô chỗ nào mà thiếu thốn trên khuôn mặt, hay là ở rãnh miệng ha, ở cái khoảng ở dưới mắt, ở gò má, nếu mà nó teo đi. Còn Kyvella là nó làm tan mỡ. Chích vô cái vùng nào mà có mỡ, nó sẽ làm cho cái mỡ nó tan đi mà nó không trở lại, so nó miễn. So Adele, the doctor was saying the difference between, like, you know, Botox and filler and Kyvella. What procedure did you ask her to help you with first, and how long did you have that problem for before you asked the doctor to help you? Oh my god, for a lot of years. A lot of years. Yes. But why did it take you so long? I don't know. I was scared because, you know, people, how they complain, they say it's bad. Right. So I said, no, no, no. Right. I was looking at the mirror and I was looking older and older. And I said, no. So I went to her office and then, oh, I love it. It's very nice place, clean. All the girls are very nice. Doctor, she's awesome. Right, right. Yes. Thank you. And you're no longer scared. No, I feel like home. Okay. Well, because at first you said you were scared, right? Yes, but I now was. You're no longer scared. Oh, no. You were scared because of misinformation. Yes, right. That's what it is. Misinformation. Right. Vâng, thưa quý vị, là Trịnh Hội hỏi cô đó là cái vấn đề cô có nó lâu chưa trước khi mà gặp bác sĩ? Cô nói có thì lâu rồi chứ, nhưng mà thật sự sợ. Hỏi sợ gì thì cô nói sợ thì tại vì người ta nói này nói nọ, theo bác sĩ nói là misinformation, đó là những cái lời đó nó không có đúng sự thật, nhưng mà nó lại làm cho những người như cổ sợ. Thì cổ nói là sau đó cổ gặp bác sĩ, nhưng mà cái điều mà làm cổ thích đó là khi mà cổ bước vào văn phòng của bác sĩ, cổ thấy nó rất là sạch sẽ, rất là an toàn, mọi người đều vui vẻ, thoải mái, giải thích cho cổ hiểu rõ. Thì cổ nói bây giờ cổ hết sợ rồi. Phải không ạ? Như vậy thì trước khi hỏi về cổ nữa đó, thì Trịnh Hội muốn hỏi bác sĩ là thật sự ra bác sĩ nên nói một tí xíu về cái văn phòng bác sĩ và nhân viên bác sĩ luôn. Dạ vâng. Hình như là tại vì ai cũng nói là nhờ những cái đó bác sĩ mới có thêm khách hàng lâu như vậy, phải không ạ? Yes, đúng vậy. Không phải mình Hạnh có cả team để giúp. Nhưng mà Skin Zone đó là có cái philosophy làm việc để giúp sự sắc đẹp cho khách nam và nữ bằng cách nhẹ nhàng. Nếu mà không cần phải giải phẫu là làm cái đó trước, nhưng mà nếu cần đó sẽ xài technology và giải phẫu, mà giải phẫu nhẹ nhàng bằng cách gây tê chứ không có gây mê. So cái philosophy sửa sắc đẹp nó nhẹ nhàng thôi và theo technology. Số 1 đó là phải làm cho nó comfortable cho khách, là team của Hạnh
mấy người làm việc chung với Hạnh làm lâu năm lắm rồi, 10 tới 15 năm. So họ hiểu biết nhiều về chủ đề này và khách ai cũng friendly, hiểu biết và nói được nhiều thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Tàu. Rồi tech ở văn phòng cái gì cũng là high tech hết, là bây giờ làm giấy tờ không cần phải viết trên giấy tờ nữa, là làm bằng computer, chụp hình cũng computer, có thể ráp hình before and after ngay tại chỗ cho khách thấy cái sự khác biệt. So technology is key. Và tiếp tục nữa là văn phòng Investvo máy móc. Văn phòng có hơn 20 máy laser để trị đủ loại da và để sửa thẩm mỹ. Cho Hạnh nói rất là lạ, tại vì Hạnh không có thể nói hết 20 laser. Nhưng mà trị mụn, trị thẹo, trị lằn nhăn, trị rỗ, trị gân máu, tẩy lông, tẩy xâm, làm cho da nó thắt, even làm cho cái bộ phận của người nữ kiến vùng dưới đó cho nó thắt lại, và nhiều thứ nữa. So làm việc là không phải là chỉ tiếp khách chích Botox rồi thôi, cái này là tổng quát. Và Hạnh cũng mỗi năm phải đi học thêm, học continuing education thì mới giữ được bằng. So lúc mà khách tới văn phòng là được top quality để giúp cho khách thoải mái và có hiệu hiệu. Đúng, và để tiếp lời với bác sĩ Trình Hội cũng phải xác nhận đó là bác sĩ dùng chữ technology có nghĩa là kỹ thuật tân tiến. Đúng là trong cái ngành y khoa đó thì cái kỹ thuật nó càng ngày nó càng tân tiến. Mình sẽ không thể nào ngờ được á, là bây giờ y khoa có thể chữa đi những cái vết sẹo, những cái gọi là tẩy là nó đi hết luôn và đi mãi mãi luôn, cái gì mụn cốc hay là cái gì đó, là cái gì nó cũng đi hết à quý vị. Chứ không phải chỉ là chích Botox hoặc là fillers, nó còn nhiều cái kỹ thuật tân tiến khác mà tất cả chúng ta ai cũng nên biết, bởi vì nó liên quan đến sức khỏe của chính chúng ta. So Adele, I want to ask you about your particular experience after, right? You were saying that you're no longer scared, right? No, Is it because it wasn't painful at all? Is it because the result was fantastic? Why is it that you're no longer scared? Because she's fantastic. She's amazing. I mean, why? There's no pain. Uh-huh. And then I feel young. Uh-huh. My gosh, I'm 51 years old. Mm. Mm. And then people always say, oh, you look like in your late 30s. Mm. I love hearing that. Yes. Makes me feel accomplished. Yeah, I feel very confident now. Yes. Okay. Well, thưa quý vị, là Trình Hội muốn hỏi cổ rằng là cổ nói là cổ cảm thấy tốt, nhưng mà nó tốt như thế nào? Tại sao cổ giờ cổ không sợ nữa? Bác sĩ đã làm gì ra cho cổ không sợ nữa? Tại cổ nói không, bác sĩ là một người thật là tuyệt vời, amazing. Không những là đạt được cái kết quả đó mà cổ nói cổ không cảm thấy đau gì hết. Và cái kết quả nó làm cho cổ cảm thấy rất là tự tin bây giờ, là bởi vì cổ nói năm nay là cổ đã 50 ngoài, nhưng mà ai cũng nói cổ là chỉ còn ba mấy, 40 thôi. Điều đó làm cho cổ vui chứ. One more thing I want to ask you though, because we have to go into a commercial break. When you say that she's amazing, is it because of the way she treated you, or is it because of the way she handled you later on? I mean, she knows what she's doing. She's very, very professional. Okay. I mean, I'm not scared. I'm happy every time I go over there. I feel like home. I'm. You feel like home. Tuy nhiên, quý vị có nghe cô nói ai mà hiểu tiếng Anh nha? Là cổ nói cổ feel like home là mỗi lần đến văn phòng bác sĩ, cổ giống như cổ muốn về nhà vậy. Vâng, Trình Hội muốn hỏi thêm là tại sao mà cổ lại nghĩ bác sĩ là một người tuyệt vời? Tại cổ nói đầu tiên là bác sĩ tại vào người rất là chuyên nghiệp và bác sĩ biết là bác sĩ đang làm gì. Phải không ạ? Điều đó rất là quan trọng. Và cổ nói vì vậy, mỗi lần mà cổ đến gặp bác sĩ, cổ rất là vui, như là được trở về nhà. Bác sĩ có rất là nhiều người bác sĩ ở trong xã hội này. Mà để đạt được cái sự gọi là tin tưởng đó. Bác sĩ nghĩ là bác sĩ đã nhờ làm gì nữa vậy? What do you do extra? Hạnh nghĩ rằng là I just love being around people. Hạnh thích vui lắm. Hạnh vui lúc mà Hạnh gặp khách. Và Hạnh có nghĩa là Hạnh cũng yêu nghề. Hạnh yêu nghề nhưng mà Hạnh thích gặp người và Hạnh thích chia sẻ. Cho nên dù Hạnh có làm việc với khách, Hạnh cũng biết về family của họ, biết về công việc của họ. So it's like knowing a friend. Có nghĩa là không phải là chỉ là khách hàng thôi mà còn là bạn của mình nữa, phải không ạ? Và đó cũng là lý do tại sao mà
trong rất là nhiều chương trình, nếu mà quý vị đã xem thì có biết được rằng là một số khách hàng bác sĩ là đã là bạn bè trên 20 năm rồi, phải không ạ? Trở thành bạn bè chứ không phải là bạn bè là khách. Đúng rồi, đúng rồi. Đầu tiên là khách nhưng mà từ từ trở thành bạn bè. Và nó đã coi như là tiến trình của nó trong suốt 20 năm vừa qua không thay đổi. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình trong giây lát. Kính chào quý vị đến với trung tâm Skin Zone khỏe trẻ đẹp với sự quản lý điều hành của bác sĩ Hannah Vũ với hơn 20 năm kinh nghiệm. Văn phòng chúng tôi có dịch vụ căng da mặt, nâng ngực, hút mỡ bụng, cắt mí mắt, cấy mỡ vào mông, ngực và mặt với phương pháp tối tân không cần gây mê, an toàn và hồi phục nhanh chóng. Trung tâm Skin Zone có 22 loại máy laser tối tân khác nhau để chăm sóc da cho quý vị như da nhăn, tụt ruồi, cốc, tàn nhang, nấm, đòi mồi, rỗ, sẹo, tẩy lông vĩnh viễn và xóa sâm. Dưới cặp mắt nghệ thuật và bàn tay khéo léo của bác sĩ Hannah Vũ, quý vị sẽ có được kết quả trẻ đẹp tự nhiên như ý muốn. Văn phòng chúng tôi có chích Botox và filler và kem dưỡng da. Xin quý vị liên lạc ngay với văn phòng ở Santa Ana và Alhambra, California để lấy hẹn tham khảo miễn phí.